Thì cái ngày hôm qua có một cái vụ việc cũng rất là mới bên cái câu chuyện của hai cha con anh Thu và bé Tiên. Đó là người cô ruột đã chính thức xuất hiện rồi chú. Thì thông qua những cái lời trò chuyện của ba người là cô ruột, bé Tiên và chú anh Thu thì rất nhiều tình tiết mới được chia sẻ ra. Và có một câu chuyện mà con cũng bất ngờ, đó là cái việc là anh Thu đã từng đi tù 8 năm. Đó, rồi sau khi anh trở về thì cái thái độ của bé nó đầu khác lạ, không có tình cảm người cha này kia. Thì theo chú là có thể nào chăng là cái thời gian xa cách đó chính là cái thời gian khiến cho bé không có tình cảm với cha mình, dẫn đến những cái hành động lại bây giờ là sợ người cha không chú? Dạ thì trước tiên là xin phép anh và cộng đồng thì tôi có một phút trải lòng là phải nói là phải kêu trời một tiếng, đây là tạo hóa để là trút xuống đầu là cha con của anh Thu và bé Tiên 12 tuổi. Thì rõ ràng đây là tạo hóa bà con. Nếu mà nói về vấn đề là bi kịch hay là thảm kịch thì là con người gây ra thì con người giúp đỡ bù đắp lại được. Còn đây tạo quá mà bây giờ là anh Thu đã bị 8 năm tù đày. Rồi đứa con bây giờ ai bù đắp được từ 2 tuổi đó. Rồi mất đi hình ảnh của người cha 7-8 năm trời như vậy. Rồi người cô đem về nuôi của bé Tiên là nó được trọn vẹn như những đứa trẻ khác bà con. Trong khi đó thì là đứa bé cũng là bị khiếm khuyết về vấn đề thần kinh. Đó là những cái cai nghiệt mà nó nói thật sự ra là đứa bé nó nhìn cha nó với con mắt sợ hãi và ngỡ ngàng. 8 năm trời không thấy một hình ảnh người cha, rồi bây giờ về một người cha đầu là tù đài về rồi á, là đầu tóc thì bờm sờm, rồi đi với cái đôi chân bằng hai cặp tó. Đối với con mắt của đứa bé đó là gì, là một cái quái vật, chứ nó không còn gọi là hình ảnh người cha. Hình ảnh người cha không có thì chúng ta đã thấy như thế nào khi là người cô gọi là má một lên ngồi với mà bé Tiên đó, thì chúng ta thấy bé Tiên sao nó rất là tươi và nó rất là tinh, gọi là nó tự nhiên hơn và nó tự tin hơn khi nó ngồi với má một của nó là người cô ruột của nó đó. Thì rõ ràng đây là cái vấn đề là chúng ta khoan hãy nhìn vào những cái góc độ, những cái góc nhìn là tiêu cực, mà chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của con cháu mình nó như mà bé Tiên, thì chúng ta sẽ ngộ ra được những cái điều mà nhân văn của người cha. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ, thì con thấy cái người cô này ra mặt thì đúng là bé Tiên có những cái biểu hiện nó tích cực hơn nhiều, cũng tư tán hơn, cũng nói chuyện được nhiều hơn. Và có một cái hành động mà con thấy là bé cứ liên tục nắm tay cái người cô kia. Có thể là con hiểu được bởi vì là sống với cô rất là lâu rồi, tới 8 năm lận mà. Nên là cái tình cảm giống như là mẹ với con vậy đó. Và con cũng nghĩ là bây giờ có thể là cái việc người cô ngỏ ý muốn nuôi bé trong thời gian sắp tới thì chú nghĩ thế nào chú? Dạ thì nói thật sự ra là chúng ta phải là đã nói lúc ban đầu như tôi đã trình bày với anh, ở đây là vấn đề là tạo quá ép uổng cho bé Tiên, nó phải buộc vấn đề xa cha và nó sẽ là không có được cái điều kiện là con chữ EA như bao đứa trẻ khác. Thì cũng mong là cái sự là soi rọi của mạnh thường quân, của cộng đồng mạng để giúp đỡ bé Tiên được sinh để lấy được một cái con chữ. Chứ bây giờ ở với người cha thì không thể nào được rồi. Bây giờ chúng ta thấy thể hiện quá rõ rồi. Điều kiện đứa bé nó nhìn cha nó với con mắt xa lạ, không tin tưởng, thì rõ ràng là phải vậy thôi. Tại vì sao hình ảnh người cha trong lòng của đứa bé Tiên này có hay không bà con? Tôi nghĩ hoàn toàn không có. Mà nó nhìn là sao? Nó nhìn xung quanh nó, xã hội đó là những người cha là như vậy, những người cha không tật nguyền, những người cha là bình thường. Còn đằng này đó là cái sự xa cách 8 năm trời, hình ảnh đứa bé này là thật sự cai nghiệt quá. Mà người á là người cô thì cũng thương được, thật rõ ràng ông trời ông cũng là ban được cho bé này là người má một á, là cũng thương bé dữ lắm đó. Nói chung là nó cái từ là dữ lắm đó, thành ra nó lên nó ôm tay ôm chân, lúc nào á cái tay của má một cũng ở trên người của đứa bé. Thì rõ ràng đó là cái niềm tin người cô, cái người má một này cũng gần như là người cha, gần như là người mẹ của nó rồi bà con. Mà trời ơi, là người má một này cũng quá nghèo, điều kiện nuôi cho đứa bé này ăn học thì lại không có. Thật sự là cay đắng cho cái tình người và cay đắng cho tạo hóa. Thật sự là không thể nào mà không cầm được mà rơi nước mắt được bà con. Quá cay nghiệt. Và đâu đó cũng mong cộng đồng mạng nhìn lại cái hình ảnh của một người cha bị tù đi về như vậy. Thì đó rõ ràng, và họ sống được ở trong một cái căn nhà như vậy thì rõ ràng đó là cũng là một cái hạnh phúc to lớn đối với anh Thu, nhưng mà cũng là hạnh phúc to lớn đối với là bé Tiên. Nhưng bé Tiên lại là không
hiểu biết được, tinh thần thì lại là có vấn đề khiếm khuyết, nó là xảy ra cái thảm cảnh này thật sự là chua chát cho một cái đời người và một cái gia đình cha con mà người cha đã bị tù đày. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ, trong cái câu chuyện mà con nghe cái người cô một này kể ra thì có một tình tiết con cũng khá là phẫn nộ, đó là về người mẹ của bé Tiên. Có nghĩa là khi mà người mẹ này từ ngày bỏ con đến bây giờ không một ngày nào về thăm. Thứ hai là cái việc ngay sau khi mà anh Thu đi tù là cái người vợ này đòi gửi bé Tiên vô cô nhi viện không có nuôi, nhưng mà anh Thu nhất quyết là giữ để nuôi chứ không có đưa bé vô đó. Thì chú nghĩ như thế nào về những cái hành động như thế này của một người mẹ chú? Dạ thì từ ngàn xưa đến bây giờ nó đã đi vào trong thơ, trong mà thơ ca, trong nghệ thuật, là người ta nói lòng dạ người phụ nữ, người đàn bà nó ác, mà chúng ta chỉ nghe thôi. Đến ngày hôm nay là chúng ta được thấy là cái sự ác tâm, giả ta ác tâm của mà người mẹ bé Tiên thật sự là ác, thật sự. Tại vì nói như thế này, chị không con của mình mà kêu người cô không lên, chị không lên nuôi nó thì tôi vít nó vào trong nó là trại mồ côi. Trời ơi, cái lòng dạ của một người mẹ mà thật sự là đến bây giờ tôi từng tuổi này mà tôi mới thấy được một cái ác tâm của một người mẹ, là mẹ của bé Tiên. Thật sự là mình không nói gì hơn vì câu chuyện này nó cũng đã lắng động về trong người mẹ đó rồi, nhưng mà cũng mong người mẹ cũng hãy còn một chút tình người mẹ cao cả, là phụ giúp đó, là cái đồng tiền cấp dưỡng cho đứa bé Tiên này nó được đến trường EA. Chứ người cô thì khổ quá, chỉ biết thương. Thì người cô này hy sinh tất cả cho mà bé Tiên, đó là rõ ràng. Tại vì người cô nói là có một mảnh đất, rồi là cho con cái hết rồi, thì cũng chừa lại cho bé Tiên một cái mảnh đất để sau này là anh Thu ảnh đi là tù về, ảnh làm ăn, ảnh sẽ là ghi cỡm lại đến cất cho bé Tiên. Và cha con là anh Thu và bé Tiên có một căn nhà ở chưa ra chui vào. Nhưng mà thật sự lại là cũng là trớ trêu, anh Thu thì bây giờ mất sức lao động như vậy rồi, toàn tật rồi, thì làm sao có được căn nhà để rồi là khi ảnh qua đời ảnh là được nhắm mắt trọn vẹn, để là để lại cho mà bé Hà một cái căn nhà nho nhỏ. Vì bé Hà bản thân nó cũng đã khiếm khuyết về thần kinh, thì đó rõ ràng là một cái vấn đề đau đớn cho cái một người đó là từng làm cha làm ông như tôi, thì tôi thấy thật sự là cay đắng và không biết nói gì hơn, chỉ biết là rớt nước mắt. Vì chúng ta cũng nhìn, chúng ta là ủng hộ về tinh thần người cha của Thu này, nhưng rồi á là cái câu chuyện này nó không biết tương lai của bé Hà nó đi đâu về đâu, thật sự là mình không biết nói gì hơn. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ, khi mà nghe câu chuyện này con rất là thương cho bé Tiên, bởi vì là một cái hoàn cảnh của nó quá là bất hạnh đi, không có một cái gia đình trọn vẹn của ba nhân mẹ. Mẹ thì bây giờ đã có một gia đình mới rồi, người cha thì sau khi đi tù 8 năm về bây giờ cũng đang bị cái vấn đề là tàn tật và khả năng lao động mà gần như là không có rồi. Chưa kể là em bị thêm những cái vấn đề như là bị thần kinh, bị thính giác này kia, rất là nhiều thứ luôn, có nhiều căn bệnh trong người em nữa. Thì đây là một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt. Và con nghĩ là bây giờ nếu như mà tốt nhất cho em thì bây giờ em phải về sống với người cô thôi, đó là cái tiên quyết rồi. Bởi vì là nếu sống với người cha thì càng ngày giống như cô nói, càng ngày sẽ bị càng ảnh hưởng cái tinh thần của em nữa đó. Thì con nghĩ là sẽ về với người cô. Chú nghĩ thế nào về cái việc đó chú? Dạ tôi đồng tình với cái quan điểm của anh. Thì bây giờ tụi mình cũng đã nói rồi, đó là có nhờ sự giúp đỡ của tình thương của mà cộng đồng mạng thì mai ra đứa bé này nó có được con chữ. Còn về với người cô thì rõ ràng người cô quá nghèo, mà là chỉ có vậy thôi, là nếu như không có cái sự giúp đỡ nào nữa thì rõ ràng về với người cô, với tình thương của người mẹ một đó, thì rõ ràng nó được cái tình thương của người mẹ. Nhưng mà nó lại mất đi cái con chữ, mà đây là đến về vấn đề tạo quá rồi. Thì tôi đồng ý với anh đó, nếu bây giờ nó ở với người cha nó hay không, nó thụp lo, nó nhìn người cha nó một cách sợ hãi như vậy, thì cái bệnh trong người của nó ngày càng mà nặng hơn nữa, cho đó cũng không dám đề nghị mà anh Thu nuôi được. Đó là những cái vấn đề cay đắng mà cái đời
tạo hóa là trút xuống đầu và anh Thu một cách gay nghiệt như vậy, và anh Thu phải chấp nhận. Bây giờ vợ là không thể nào cho nó sống với anh Thu, chấp nhận là cái tình cha con phụ tử không gần nhau được, nhưng mà phải chấp nhận thôi bà con, phải chấp nhận. Và ngược lại anh á là bé Hà cũng phải trả một cái giá là không có biết cái con chữ ê a thì thật sự khổ nữa. Người ta nói có ai giàu ba họ, ai khó ba đời, nhưng mà tôi thấy trước mắt chúng ta là đã khó hai đời, đời của anh Thu cũng đã khó rồi, dẫn đến đời của bé Hà cũng khó đó bà con. Tương lai thì con chữ mà không kiếm ra được thì làm sao nói là tương lai nó là sáng rạng được như bao đứa trẻ trong cái xã hội này. Giờ mời anh có ý kiến ạ. Dạ, thì tôi thấy bây giờ câu chuyện này nó cũng khá là nan giải chú. Nếu ở với anh Thu thì biết chữ, còn ở với người cô nó được cái khác nhưng mà lại không biết chữ. Thì hy vọng, con hy vọng là bây giờ nếu như mà được thì sẽ để cho bé ở với người cô, rồi sau đó cố gắng làm sau đó để bé học được con chữ tại ở nhà người cô luôn. Thì đó cũng là một cách mà gọi đó là tích cực nhất trong thời điểm hiện tại. Thì mình thấy con thấy thì sau khi mà nói chuyện xong mà anh Thu cũng có nói bây giờ thôi bị chấp nhận cái việc là để bé ở nhà người cô, nhưng mà cũng mong muốn là được giúp đỡ này kia. Thì còn chú nghĩ thế nào về cái lời gọi là cầu cứu đó của anh Thu chú? Dạ, cái lời nói đó là thật sự ra là vừa là cầu cứu là đúng hơn, chứ không phải là cái sự áp đặt gì cho ai cầu cứu. Và cái ước mơ của ảnh, vì ảnh cũng đã biết cái sức khỏe ảnh là không còn dài đâu, do đó là cái ước mơ để lại cho con mình được cái con chữ, xin con chữ chứ không phải là được con chữ. Vì sao ảnh cũng mong là con mình được cái máy ấm và dạy trẻ nào đó để cho con mình biết đó là A, B, C ráp dần, rồi biết đọc được địa chỉ, biết đọc được những cái lời đơn giản trong cái xã hội này. Nhưng mà trời ơi, đối với cái là xã hội đó là cái chuyện quá bình thường, nhưng mà đối với anh Thu cả là một ước mơ và một cái ao ước cho con mình là như vậy đó. Thật sự là chỉ biết là chỉ biết kêu trời thôi bà con ơi, sao cay nghiệt cay đắng cho cái cuộc đời của một người cha và một đứa con gái như vậy đó. Và ở đây tôi xin gửi lời là gửi gắm cái lời mà với mẹ của bé Tiên. Thì bây giờ chị có con chưa? Rồi chị có thể ngồi lại coi chị nuôi con của chị với chồng mới như thế nào, có hạnh phúc không? Rồi là có con của chị là được là đầy đủ không? Nếu mà như có được đầy đủ tình thương và có đầy đủ những con chữ cho con của chị mà dòng đời thứ hai đó, thì hãy nghĩ một chút về là bé Tiên. Để bé Tiên nó được đó là một con chữ EA thì đó là một cái vấn đề. Hình ảnh người mẹ dẫu sao cũng còn, chứ nếu như mà ráo quảnh như vậy thì nó giống lắm. Và tôi cũng xin hết ạ. Và xin chào ạ.